Câu chuyện bắt đầu với một món đồ chơi tên Oban, một nhân vật trong bộ phim truyền hình nổi tiếng lúc đó. Dễ nổi cũng dễ chìm, một thời gian sau món đồ chơi không còn nổi nữa và bị ném đi không thương tiếc. Chợt trời đổ mưa, có một tia sét đã đánh trúng vào hộp đồ chơi Oban và đánh thức nó. Con búp bê sống dậy, nó căm hận con người và quyết sẽ trả mối thù này. Từ đây sự trỗi dậy của món đồ chơi bị bỏ rơi chính thức bắt đầu. Trên TV chiếu quảng cáo về một cửa hàng đồ chơi mới có tên Chindazake. Ở đó có vô vàn món đồ chơi hiếm, đặc biệt là siêu nhân ác dần vàng. Cô Xin vừa nhìn thấy là muốn có được nó, nên cô cậu vòi mẹ mua cho. Nhưng với đống đồ chơi rải rác khắp nhà này thì mẹ tuyệt nhiên nói không. Xin phụng phịu dỗi mẹ bỏ chạy ra ngoài luôn. Xin và các bạn tụ lại ở sân chơi. Các bạn của Xin cũng đã xem Chindazake và rất muốn có được đồ chơi mới từ chỗ đó. Bỗng xuất hiện một con thỏ đang thổi sáo. Đó là một trong những con thỏ ở Chindazake. Đội phòng vệ nhanh chân đuổi theo nó. Nó dắt cả đám chạy vào rừng, xuyên qua hàng cây, cả nhóm xuất hiện tại một thảm cỏ xanh mướt. Đây là đâu? Các bạn nhìn kìa, đó chính là xe đồ chơi Chindazake khổng lồ. Phía dưới có hai hàng xe ngựa gỗ dẫn vào bên trong. Còn chờ gì nữa, leo lên xe đến đó thôi. Mở cửa ra, trước mắt cả đám là một nơi ngập tràn sắc màu với rất nhiều các món đồ chơi hấp dẫn, có rất nhiều bạn nhỏ đến chơi. Chưa gì Cu Xin đã nhảy phốc vào hồ banh rồi bị một con vật kỳ lạ làm giật mình. Đồ chơi mà biết nói kìa, sợ ma ghê. Nó là Neko, giám đốc của Chindazake. Nơi này không tiếp đón người lớn. Kazama thấy nơi này kỳ lạ nên bảo các bạn quay về nhưng liền bị đống pháo giấy ụp vào người. Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng nên mỗi đứa trẻ sẽ được tặng một món đồ chơi mới. Cả đám mắt sáng rỡ đi theo nó. Đúng như linh cảm của Kazama, mọi việc không chỉ đơn giản là một cửa hàng đồ chơi mới, mà nó đều nằm trong kế hoạch thống trị toàn thế giới của búp bê Oban. Quay trở lại với đội phòng vệ, Neko dẫn cả đám tới một chiếc máy bán kẹo. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh mà mình muốn, xoay núm vặn này thì món đồ chơi đó sẽ xuất hiện. Masao thử trước, cậu vất vả xoay và thành quả là chiếc đồng hồ biến hình như mong muốn. Tới Nene, cô bé cũng có được bộ đồ chơi làm bánh yêu thích. Tới Shin, xoay xoay xoay. Hoan hô siêu nhân ác dần vàng đây rồi. Kazama dù nghi ngờ nhưng vẫn đến thử và kết quả là có được búp bê Mable phiên bản giới hạn. Vui chơi thỏa thích một lúc thì trời cũng sắp tối. Cả nhóm ra về với món đồ chơi mới trên tay, riêng Bo thì không có. Vì cậu có viên đá này là được rồi. Về nhà các đứa trẻ lôi đồ chơi mới ra, chơi một cách say mê và không thèm ngó ngàng đến những đồ chơi cũ nữa. Đồ chơi cũ không bị ném lăn lóc thì cũng bị cho vào một góc. Tại căn cứ của Oban, ả vui sướng khi những đứa trẻ đang bị cuốn vào đồ chơi mới. Ngay đêm nay, ả sẽ tiến hành kế hoạch thống trị đồ chơi. Đêm xuống, khi cả nhà đang say giấc thì siêu nhân ác dần vàng của Shin đột nhiên sống dậy. Nó đi ra phòng khách gói thùng đồ chơi của Shin lại vác ra khỏi nhà. Đống đồ chơi của các bạn Shin cũng lần lượt bị đem đi mà không hề hay biết. Không chỉ có đội phòng vệ mà đồ chơi của mấy đứa trẻ khác cũng bị đưa đi. Điểm đến của chúng là Chindazake. Sáng hôm sau, Xin hoảng hốt không thấy thùng đồ chơi đâu nên làm loạn hết cái nhà. Đến trường, kể ra mới biết các bạn cũng bị mất đồ chơi như Xin, trừ Bo. Cả nhà trẻ hôm nay đứa nào cũng buồn hiu. Tan học lũ trẻ kéo nhau đến Chindazake mua đồ chơi mới. Chúng ùa vào máy bán kẹo ra sức xoay núm vặn nhưng nó không nhúc nhích. Lúc này Neko ở trên nói, ngày khai trương đã kết thúc nên nếu muốn có đồ chơi thì phải bỏ tiền ra mua. Mức giá rẻ thôi, 100 triệu yên. Trời đất ơi! Số tiền đó mua Chocobi cho Shin ăn cả đời còn được ấy. Đám trẻ tội nghiệp bị con mèo Neko đuổi ra. Mọi việc diễn ra suôn sẻ như kế hoạch của Oban. Không có đồ chơi, con ít cả thành phố Kasukabe lăn ra ăn vạ từ đầu đường tới cuối phố. Chúng cứ khóc lóc đòi đồ chơi. Người duy nhất bình thường là Bo. Shin lúc này cũng không thoát khỏi việc điên vì đồ chơi. Bo tới nhà tìm Shin, thấy Bo Shin liền nổi cáu như một con mèo điên xông tới tấn công cậu. Bo liền giơ cuốn tạp chí người đẹp ra thì thắng Cu Xin mê gái xỉu lại liền. Cái tên này dù có là gì thì cái thói mê gái cũng không bỏ. Lúc sau Xin tỉnh lại và không biết mình vừa làm gì. Bo nói rằng Xin đang bị đồ chơi của mình điều khiển. Phải đi cứu các bạn thôi. Lần lượt là Kazama, Nene và Masao giải cứu các bạn thành công. Bo không bị ảnh hưởng vì cậu có viên đá thay cho đồ chơi. Bây giờ ngoài 5 đứa ra thì các đứa trẻ khác đều trong trạng thái vật vã vì đồ chơi. Oban thích thú bởi sự cáu gắt ngày càng tăng cao của trẻ con. Bởi vì khi những đứa trẻ tức giận thì năng lượng tan chum sẽ được tạo ra. Năng lượng này được vận chuyển bí mật qua cáp ngầm dưới lòng đất và tập hợp lại ở Chindazake.
Khi năng lượng tan chum lấp đầy cái thang đo này thì vũ khí đồ chơi của chúng sẽ thức tỉnh. Việc tiếp theo cần làm đó là đánh thức 4 món đồ chơi yêu thích của Shin và các bạn. Oban tập trung năng lượng ban cho chúng sự sống. Ngay lập tức chúng cử động như con người. Chúng sẽ vào thành phố và biến con người trở thành đồ chơi. Chuyển cảnh đến đội phòng vệ, mọi người bắt đầu nghi ngờ Jindazake từ khi nó xuất hiện mọi việc lạ lùng này đã xảy ra. Nhưng nếu chỉ có con nít đến đó thì cũng không làm được gì. Thế là cả bọn chạy về nhà nói với người lớn. Tuy nhiên điều không ngờ đến là Oban đã đi trước một bước. Ả cử Deko đến nhà gặp bố mẹ Shin và ném bom vào họ. Đến khi Shin về nhà thì Bạch Tuyết đã thành chó robot, mẹ thì thành cái kèn bong bóng, còn bố là cái túi rút. Shin không hề nhận ra đó là bố mẹ mà vẫn tỉnh bơ cười đùa. Bỗng một quả bom bay ra nhưng không trúng Shin mà trúng chậu cây và biến thành đồ chơi. Neko xuất hiện nói rằng chỉ cần dính phải quả bom tím này thì bất kể thứ gì cũng sẽ biến thành đồ chơi. Nó cũng đã biến bố mẹ Shin thành đồ chơi. Vẫn còn một người trong nhà này, đó là Hima. Shin tức tốc chạy đến chỗ Hima, Sukarna xíu muội. Cô em bắt được quả bom nhưng không ném đi, thay vào đó lại nuốt luôn và biến thành con lật đật. Bây giờ Shin mới biết sợ mà chạy ra khỏi nhà. Đến sân chơi, bố mẹ các bạn của Shin cũng đều thành đồ chơi hết rồi. Bỗng siêu nhân Action của Shin xuất hiện, sau đó là búp bê, Weber và hải tặc của các bạn cũng đến. Phía sau lưng là Oban cùng binh đoàn đồ chơi. Vì đội phòng vệ không tạo ra năng lượng tan chum, nên ả sẽ biến cả đám thành đồ chơi. Các đồ chơi của nhóm bạn bày tỏ sự căm hận vì chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên đi những đồ chơi cũ. Vì vậy hôm nay chủ của họ phải bị tiêu diệt. Chúng ném ra 5 quả bom, đám trẻ nhanh chân chạy đi tìm chỗ núp. Núp ở đâu mấy vật chơi cũng bị chúng hóa đồ chơi. Shin đang chạy thì vấp té, siêu nhân Action ngập ngừng, nhưng cũng ném bom. Ngay lúc bom sắp tới Shin thì một người lạ mặt bay ra cản quả bom lại. Shin tự giới thiệu, tôi là người bảo vệ cho công lý, mặt nạ trung niên, kẻ thù của Oban. Oban bất ngờ vì sự có mặt của ông ấy. Đơn giản thôi, tia sét lần trước không chỉ đánh thức Oban mà còn có cả ông ấy nữa. Ông đã tìm hiểu về kế hoạch đồ chơi hóa của Oban. Một khi năng lượng tan chum được bơm đầy, vũ khí đồ chơi được đánh thức, thì toàn thế giới này sẽ bị biến thành đồ chơi. Vậy sao? Ngươi tìm hiểu khá kỹ đấy. Nhưng mà đừng hòng đánh bại được ta. Bỗng Ma Sâu nhìn Oban rồi sợt nhớ ra. Thôi đúng rồi, đó chính là Oban trong phim mặt nạ trung niên đó các bạn. Đó cũng là bộ phim anh hùng nổi tiếng giống siêu nhân Action vậy đó. Shin cũng biết bộ phim đó và có coi tập cuối cùng. Oban há hốc mồm, không thể nào, tập đó on air vào 4 giờ sáng nên không ai có thể xem được. Đúng là vậy nhưng hôm đó Shin dậy lúc nửa đêm đi vệ sinh nên vô tình xem được tên tập cuối là Tạm biệt Oban. Oban hét lên không cho Shin nói nữa. Những ai đã xem tập cuối rồi thì ta không cho phép người đó sống tiếp. Neko đứng chờ sẵn sàng biến Shin thành đồ chơi. Đúng lúc đó mặt nạ trung niên bay đến chỗ Neko, khen nó là một người thiên tài. Ông ngưỡng mộ tài diễn xiếc bóng của nó. Con mèo nghe cũng khoái khoái quên luôn việc đang làm, nhân lúc nó lơ là mặt nạ bảo đám nhỏ chạy trốn. Thế là Neko bị Oban ra ban cho cú đấm đầy sao. Ả ra lệnh cho đồ chơi truy lùng nhóm Shin. Ả không thể chừa đường sống cho những người biết bí mật của mình. Mà bí mật gì ấy nhở? Không biết nữa, để tìm hiểu thì nhóm Shin vào tiệm bán đĩa tìm bộ phim đó xem. Nhưng tập cuối đã bị ai đó mượn mất rồi. Chợt mặt nạ trung niên đi ra từ phòng chiếu phim. Vừa thấy nhóm Shin, ông đã rủ cả bọn đến Jindazake diệt trừ Oban. Mặt nạ trung niên là một anh hùng, là một món đồ chơi của công lý, nhưng ông không thể tự mình đánh bại Oban. Ông muốn hợp tác với đội phòng vệ tiêu diệt Oban. Lý do chỉ đơn giản là mặt nạ trung niên muốn thắng Oban dù chỉ một lần. Bây giờ các đồ chơi đều đã bị Oban tẩy não rồi, chúng chỉ biết con người là kẻ thù của đồ chơi. Các bạn nhỏ bất chợt nhớ về những lời mà các đồ chơi đã nói với mình ban nãy. Đến Shin cũng không thể chịu được mà nói. Mình sẽ cùng mặt nạ đi đến Jindazake đánh bại Oban. Siêu nhân Action cũng là anh hùng bảo vệ công lý. Anh ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu xa. Các bạn cũng đồng ý. Hiện giờ đồ chơi đã có mặt khắp thành phố, nên mọi người phải chui vào thùng giấy tạo thành xe lửa để tránh bị phát hiện. Tại căn cứ của Oban, vì đã nhìn thấy sự do dự của siêu nhân khi phải tấn công Shin lúc ban nãy, nên ả tra tấn anh. Oban đặt anh vào một cái máy khóa chặt cơ thể anh, rồi gắn một thiết bị vào đầu anh gạt cần khởi động. Một đoạn phim hiện lên. Một cậu bé đang chơi với một con gấu bông, nhưng đúng hơn là con gấu bông đang chịu sự hành hạ của cậu bé. Đoạn phim gieo rắc vào đầu siêu nhân Action rằng con người là kẻ thù khiến anh chịu không nổi mà hét lên. Quay trở lại với đoàn tàu sắc màu,
đang đi thì bị Neko chặn lại, nhưng liền qua mặt hắn đi tiếp thì lại bị phát hiện bởi cặp mông này. Xin ơi là xin. Cả đám bị binh đoàn đồ chơi rượt theo muốn xúc quần, hết đường cả đám đành bỏ trên mã chui xuống cống. Dưới này có dòng nước chảy màu hồng kỳ lạ. Mặt nạ trung niên nói đó chính là năng lượng tan chum, nếu đi theo nó thì sẽ đến được Shindazake. Đột nhiên có mấy con chuột đồ chơi xuất hiện đuổi theo mọi người. Masao vừa khóc vừa chạy vô tình đá văng hết chúng xuống nước. Phải rồi ha, dù chúng hung hãn nhưng tất cả đều là những món đồ chơi bé xíu, còn chúng ta thì to lớn hơn nên sẽ dễ dàng tiêu diệt được chúng. Hay quá, đám đồ chơi rồi sẽ nát thành tương cho mà xem. Nhưng tin buồn là Oban đang theo dõi cả đám từ nãy đến giờ. Tên hai dâu này xung phong đi xử lý đám trẻ. Sau một quãng đường dài xa xôi thì cả nhóm đã đến Shindazake. Masao hùng hồn bước đi ngang nhiên, ta đây to hơn đồ chơi thì sợ gì nữa đúng không? Nhưng vui được một lúc thì mọi người bước vào một vòng tròn, ánh sáng phát ra khiến lần lượt từng người thu nhỏ lại, còn siêu nhân mặt nạ thì lại to ra. Chuyện gì thế này? Hu hu bé xíu vầy rồi đánh ai? Chưa kịp định hình lại thì từng người một biến mất. Xin vào mặt nạ trung niên đến một nơi tối tăm. Tên hai dâu nói rằng, khi phát hiện con người xuất hiện ở Shindazake thì hệ thống an ninh sẽ kích hoạt, làm con người theo nhỏ lại bằng kích cỡ đồ chơi. Nếu không đánh bại được hắn thì đừng hòng gặp được Oban. Các bạn của Shin hiện cũng đang chiến đấu. Nếu thua thì phải làm nô lệ cho bọn đồ chơi suốt phần đời còn lại. Tên hai dâu thách đấu với hai người. Hắn biến ra các đồi núi tạo thành một con đường và điểm đích phía cuối. Ai đến đích trước người đó thắng. Vào tư thế, chuẩn bị, sẵn sàng, chạy. Mặt nạ trung niên cắm đầu chạy. Tên hai dâu đứng đợi mặt nạ đi xa một lúc thì dùng bánh xe ở chân trượt ra sau, lấy đà rồi phóng thẳng lên trời. Dù đi trước nhưng lại bị hắn vượt mặt, xin và anh hùng có giành chiến thắng không thì hồi sau sẽ rõ. Lúc này Bo và Maso đang ở trên tàu cướp biển. Maso bị nhốt trong thùng gỗ thay cho con hải tặc đồ chơi của cậu. Con hải tặc đó đi ra khiêu chiến với Bo. Lần lượt hai người sẽ đâm dao vào mấy cái lỗ trên thùng. Người nào làm cho Maso bay lên trời thì người đó thua. Bo chấp nhận lời thách đấu. Maso nước mắt ròng ròng vì nếu rớt xuống sẽ làm mồi cho cá mập. Sau hai mũi dao thì cơm nắm vẫn chưa bay. Giờ chúng ta chuyển qua Nene. Đang lang thang trên phố thì Nene gặp Mika, con búp bê đồ chơi của Nene. Mika đưa ra lời thách đấu. Nếu chọn đúng trang phục theo chủ đề có sẵn thì sẽ thắng. Dễ ợt, thi sợ gì? Mà khoan đã, đi xem tình hình Kazama thế nào rồi. Kazama được gặp Mayber, con búp bê đồ chơi của cậu. Không còn là trận đánh nữa mà là một buổi hẹn hò lãng mạn của cặp đôi mới nổi Mayber và Kazama. Mayber tạo ra công viên giải trí dắt Kazama đi chơi đủ thứ trò làm cậu nhóc vui lắm. Không biết Nene thi thố ra sao rồi nhỉ? Chủ đề là trang phục khi ra mắt mẹ chồng tương lai, thuộc tầng lớp trung lưu. Giám khảo là những người mẹ đồ chơi. Mika thi trước, bộ trang phục con nhà gia giáo này sẽ khiến các bà mẹ thích lắm đây. Tiếp theo là Nene, cô vừa xuất hiện đã chiếm trọn spotlight bởi bộ đầm da beo cùng áo khoác lông. Khuyên tai lấp lánh, trông em khá chảnh là đây, với thần thái chuẩn celeb này thì thôi rồi. Nene còn biếu các mẹ món quà gặp mặt, đó là tiền. Tiền nhiều để làm gì? Để lấy lòng các mẹ chứ còn gì nữa. Với sự giàu có này thì phần thắng không lọt đi đâu cả, người chiến thắng chính là Nene. Trên tàu hải tặc, một đống dao đã cắm vào, nhưng Masao vẫn yên vị trong thùng. Chỉ còn hai cái lỗ. Tên hải tặc cầm dao run cầm cập không dám đâm, vì hắn biết cảm giác khi bị bắn ra nó kinh hãi tới cỡ nào. Hắn không thể làm được và chấp nhận thua, giơ cờ trắng đầu hàng. Thế là Bo chiến thắng. Xong xuôi rồi thì chuyển qua Shin và ông chú mặt nạ. Ông chú bị tên hai dâu đẩy ngã xuống hố. Tưởng thua sao, mơ đi, ông chú bay vượt lên đua với hắn. Nhưng nặng quá nên càng bay càng chạm đất, thế là Shin nhảy phốc qua tên đồ chơi chui ra sau vặn dây cót, khiến hắn hoảng loạn rồi Shin nhảy lên người ông chú vượt qua giải sơn trắng. Hoan hô thắng rồi, tên hai dâu hóa ra chỉ là một cái hộp âm nhạc. Lối thoát mở ra, hai người nhanh chân vào trong đó. Tại sảnh, những người đã đánh bại đồ chơi đều quay trở lại. Kazama cũng quay lại nhưng đi vào từ hướng khác. Trông Kazama có vẻ gì đó là lạ. Cậu ấy bảo các bạn hay là chúng ta đều trở thành đồ chơi nhỉ? Chúng ta sẽ sống trong thế giới đồ chơi không cần phải học tập hay lo nghĩ về tương lai. Thật sao? Đúng vậy, Oban đã tạo ra một khế ước. Chỉ cần các bạn đóng dấu vào đây thì sẽ có thể sống ở đây suốt đời. Tớ có sẵn con dấu cho các bạn luôn đây. Ngay khi con dấu của năm đứa gần chạm tới tờ giấy thì ông chú siêu nhân ló mặt ra chặn lại. Nhìn cho kỹ đi, ở đây viết bạn sẽ trở thành nô lệ đồ chơi của Oban suốt đời.
Nếu sử dụng con tem đó thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Không sẵn sàng gánh chịu hậu quả thì đừng đóng dấu. Cả nhóm nghe ông chú thuyết phục nên đồng lòng không đóng dấu, nhưng Kazama lại do dự. Bỗng dưng Mabel đi ra ép cậu đóng dấu để cả hai có thể sống cùng nhau. Mặt nạ trung niên hét lên đừng làm thế. Câu nói đó đã gợi nhớ cho Shin về chi tiết quan trọng trong tập cuối phim của Oban. Mabel tức giận thả Kazama rồi lùi về sau ném quả bom về phía Shin, nhưng Kazama đã chạy tới đỡ cho Shin và biến thành tượng. Shin đã nhớ ra lý do tạm biệt Oban, đó là Mabel không cho Shin nói mà ném bom về phía Boy nhưng không trúng. Mabel giận dữ kêu gọi đám đồ chơi bao vây cả nhóm. Các bạn sẽ ở lại cầm chân chúng để Shin và mặt nạ trung niên chạy đi tìm Oban. Hai người leo thang thở hồng hộc, cuối cùng cũng đến nơi. Oban tung chiêu tia giấu nếp nhăn, mặt nạ trung niên dùng rào chắn chất béo cản đòn nhưng chưa gì đã bị văng ra. À định tung chiêu lần nữa thì Shin lên tiếng. Tôi đã coi tập cuối của bà rồi. À ta không sợ mà cho siêu nhân action của Shin đi ra. Siêu nhân bước xuống tiến về phía Shin với gương mặt đằng đằng sát khí. Siêu nhân nhảy lên cao, giọng xuống ngay chỗ Shin rồi đạp lên Shin nhưng cậu né được. Hiện giờ trong đầu siêu nhân chỉ biết Shin là một tên xấu xa, là kẻ thù mà anh cần tiêu diệt. Oban ra lệnh cho siêu nhân hốt cù chót. Anh vừa lao đến gần đấm Shin thì bị mặt nạ trung niên giữ tay lại. Ngay lúc Oban ra lệnh cho siêu nhân kết liễu ông ấy thì ông ấy kêu khoan. Siêu nhân buông tay, mặt nạ trung niên quay ra xin lỗi Oban. Xin lỗi vì cứ nghĩ có con người bên cạnh thì sẽ có thể chiến đấu. À ta không nghe mà lại kêu siêu nhân đánh ông. Nhưng ông lại nói mình sẽ thương lượng với Shin. Ông chú bảo Shin hãy tha thứ cho mình rồi nhấn nút ở thắt lưng. Khắp cơ thể ông ấy tỏa ra mùi thơm nước mũi, ngang ngửa với mùi chân của bố Hizoshi. Ông ấy ôm chặt Shin khiến Shin khó thở. Shin kêu cứu nhưng siêu nhân action chỉ đứng nhìn. Đến khi nhìn thấy Shin ngất trên tay ông ấy thì siêu nhân lại nhớ về những ngày tháng ở bên cạnh Shin. Hai người đã chơi với nhau rất vui vẻ, dù anh có cũ thì Shin vẫn chơi cùng anh. Những ký ức làm cho siêu nhân bật khóc nức nở. Ngay lúc mặt nạ định giết Shin thì siêu nhân đã chặn lại. Những người gây tổn hại đến con nít là người tồi tệ. Tôi là người bảo vệ công lý, siêu nhân action. Shin vui mừng vì đây mới chính là siêu nhân của cậu. Siêu nhân bay đến đấm cho mặt nạ một phát ngã sấp mặt. Shin cùng siêu nhân định đánh ông ấy thì ông cản. Tất cả chỉ là kế hoạch. Ông làm từ nãy tới giờ chỉ để thức tỉnh siêu nhân, vì nếu là người anh hùng thực sự sẽ không thể đứng nhìn một đứa con nít khóc lóc kêu cứu. Siêu nhân action cảm ơn ông, rồi quay ra nói với Oban rằng tuy bị ném vào một xó, nhưng anh rất vui khi được chơi với con nít. Dù có bị lãng quên thì anh vẫn rất thích Shin nên anh sẽ bảo vệ Shin tới cùng. Còn cái bà kia, hãy dừng ngay hành động tàn ác của bà lại đi. Quá muộn rồi. Chỉ cần một thanh năng lượng nữa thôi thì vũ khí đồ chơi sẽ thức dậy và toàn thế giới này sẽ biến thành đồ chơi. Siêu nhân hỏi Shin còn nhớ nội dung tập cuối không, thì Shin bảo nhớ nhưng vừa định nói thì Oban phóng tia sét chặn lại không cho Shin nói. Siêu nhân action phóng liên đạp à nhưng không dính. À dùng quạt boom mê răng tấn công anh, dù chúng vào ngực nhưng anh không sao. Hai người lao vào nhau, siêu nhân định ban cho ả cú đấm, thì ả đã bay lên kẹp cổ anh rồi ném anh vào cái đèn phía sau. Ả ta thật sự rất mạnh. À đắc chí định kết liễu siêu nhân nhưng Shin đã nhớ lại tập cuối. Shin hét lên, ở rốn. Siêu nhân chọt thẳng vào hình thoi giữa bụng à ta. Ngay lập tức à như bong bóng xì hơi, cuối cùng hiện ra hình hài một bà già. Nguyên do là vì lúc trước nhân vật Oban bán rất chạy, nhưng nhà sản xuất vẫn chưa hài lòng. Họ tin rằng với tạo hình bà già này sẽ nổi tiếng hơn và kết quả là thất bại thảm hại. Oban trở nên thế này là vì sự tham lam của con người, nên cô muốn thế giới này không còn con người nữa. Những gì cô làm là vì lợi ích của đồ chơi, vì một thế giới chỉ có đồ chơi mà thôi. Vậy cô hãy nhìn đi, các bạn của Shin và đám đồ chơi kia có phải họ đang chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ đúng không? Đồ chơi được tạo ra để làm trẻ em vui. Oban dần hiểu ra nhưng đã muộn rồi, vì Shin dễ nãy đòi ra đó chơi với các bạn vô tình nạp thêm năng lượng tan chung khiến thăng năng đo đầy, vũ khí đồ chơi sắp thức dậy rồi. Bỗng Neko xuất hiện. Nó ở đây là vì vũ khí đồ chơi chỉ nghe lệnh người đầu tiên mà nó nhìn thấy. Với hình dạng này thì Oban chẳng thể làm gì cả. Vũ khí đồ chơi thức dậy và nhìn thấy Neko đầu tiên. Chindazake bắt đầu rung rinh, nó sắp sập rồi, con người và đồ chơi nhanh chân chạy ra khỏi đó. Mặt nạ trung niên cũng không bỏ rơi Oban mà mang bà cùng đi. Bây giờ các món đồ chơi đều đã thức tỉnh rồi. Đột nhiên chiếc xe chở đồ chơi biến thành hình một em bé khổng lồ, Neko đang ở trên trán để điều khiển nó. Neko lắc lắc lục lạc phát ra sóng âm làm em bé khóc ré lên vừa đi vừa khóc. Nguy rồi, nó đang tiến vào thành phố. Các đồ chơi bay lên cản đường nó nhưng bị nó đẩy ra. Từ miệng em bé bắn ra tia ánh sáng quét vào cả thành phố,
quét tới đâu nơi đó biến thành đồ chơi. Xin leo lên chỗ cái chán muốn thương lượng với Neko, nhưng hắn không nghe mà bắt Xin ném xuống dưới. May sao ông chú hai dâu đến kịp đỡ lấy Xin. Mika và hải tặc cũng xuất hiện. Em bé vẫn tiếp tục khóc và đi vào thành phố. Không có cách nào tiêu diệt nó sao? Oban nói nếu đã như vậy thì không thể làm gì được và bản thân bà ấy cũng vô dụng. Vậy bà hãy nhìn đi, bà muốn một thế giới như thế này sao? Oban tỉnh ngộ, bà ấy bảo mặt nạ hãy nhấn nút cho bà ấy một lần nữa. Phía bên này, Xin và siêu nhân Action hợp lực, em bé vừa bắn ra tia đồ chơi hóa thì siêu nhân dùng tia Action cản lại. Hai bên ngang tài ngang sức, nhưng tên em bé quá mạnh lấn át siêu nhân. Ngay lúc sắp bị hạ gục thì Oban đã trở lại. Oban và mặt nạ trung niên kết hợp tạo thành quả cầu năng lượng, các đồ chơi khác cũng xông lên bay vào đó, khiến quả cầu to ra biến thành cái núm ti giả bay đến, thu lại tia đồ chơi vào miệng em bé rồi cho nó ngậm ti. Siêu nhân Action ở dưới chiếu tia Action vào em bé, khiến tên Neko cũng bị giật điện. Cả cơ thể em bé phát ra các tia hồng bao trùm lấy nó, tạo thành một vầng sáng trải rộng ra khắp thành phố. Xin mở mắt ra. Phép thuật của Oban đã biến mất và các món đồ chơi đã trở lại bình thường. Xin ôm lấy siêu nhân Action rồi bật khóc. Mọi người đã trở lại bình thường. Sau ngày hôm đó, Xin đã biết trân trọng đồ chơi cũ, không còn đòi chơi đồ chơi mới nữa. Các bạn nhỏ nhớ nhé, tuy đồ chơi có cũ nhưng chúng ta phải biết trân trọng chúng và đừng bỏ lỡ chúng nhé. Nếu không chúng sẽ thấy buồn và cô đơn như những món đồ chơi của các bạn nhỏ trong tập phim này đấy. Hết.